thử thách của mình sẽ là thử thách chỉ mình anh thôi. Các cô gái phải tìm các bì thư trong nhà hàng. Chỉ có một bì thư có hình ảnh của nam thần hôm nay. Em với chị Suzy một đội đi, rồi hai người... Ê, nói nghe, cứ gặp cô gái này là thi thố đội đội với nhau hả? Chứ bình thường đâu có đâu đúng không trời? Bình thường có em là chị... em là cái giống như là em là cái thành phần mà chia rẽ nội bộ với em là phải tách đội ra chơi á. Nó sóng gió không chị? Đội em đi đâu nó cũng bị sóng gió đó chị, nó không có em đẹp như người ta. Đây nè, em sóng gió rồi em còn lay chị nữa là kỳ lắm nha em. Mà tính ra là hai người cao chung đội hai. Đó, hiểu không? Ê, cái này không có nói nữa nha, mình né tránh. Ủa nhưng mà mình chưa có tên đội luôn á. Đợi chú em nè, nhỏ xíu xíu nè. Dạ đội, cao cao cao. Hai đội tụi mình là phải tranh nhau coi ai kiếm cái bì thư đó trước. Vậy mình có cá đổ gì không? Cá làm sao? Em muốn cá gì? Nếu như mà ai tìm được thì sẽ được ăn cái ăn cái bì thư. Ăn cái bì thư. Nhưng mà trong bì thư thì có tết chay. Bây giờ mình đi tìm vô. Đi tìm đi chứ đổi ra tìm. Nhiều khi bì thư nằm trong đồ ăn nè. Đó, mở ra nghe coi. Trời ơi, món tài kìa. Có món tài vậy trời ơi. Cơm chiên dương dầu chút chích hả? Ủa cái này không có gì hết. Cái này phải chút chích không? Ốp quá à. Yes. Ở nhà hàng quá hả? Tí vô đi. Sang lên chị. Sang lên em. Mày đâu quên, mình đi kiếm bì thư mà. Ôi trời, ăn đẹp nhé. Ăn đẹp gì? Chị đừng bắt con đẹp lên. À anh Kiếp ơi, có phải là anh Hàn Quốc đang giữ bì thư không vậy? Phải không? Thôi em vô cái phòng VIP luôn rồi. Trời ơi, người ta trốn mình luôn rồi, kỳ quá. Chắc bỏ rồi. Dạ. Ủa này, ủa không phải, trời ơi, của người ta má ơi. Cái bao bì thúng. Dạch lá tìm sâu đi em ơi, dạch bông đi tìm bì thư đi. Chương trình giấu cái bì thư mà chịu khó giấu quá. À, phải không, phải này không? Trời đất ơi, sao chương trình vũ quá vậy? Tôm á. Mày lấy bao thư về để dành luôn. Thiệt luôn. Cái đồng đội của tôi vậy chắc thua mất tiêu quá. Thôi tìm mọi người nhé. Cái gì? Nãy giờ chị bị dụ 3 lần rồi đó bé. Tức dữ vậy, em tưởng là tìm được cái bì. Rồi, chị thấy không luôn rồi đó. Con chết rồi, mấy cái vụ tìm kiếm này em chịu thua rồi đó. Em không có đủ kiên nhẫn đâu. Trời ơi, em tưởng là tìm được cái bì thư là ngon rồi chứ. Tức ghê vậy trời ạ. Bị hoa mắt luôn rồi đó. Không biết anh này có đẹp trai không mà làm khó dữ. Trời ơi, không có luôn. Cái gì? Không mấy, có khi nó ở trên đó mọi người. Nhưng mà giấu cái gì mà kỹ quá, gì trời. Coi trong cuốn sách thưa ơi. Không có một cái manh mối nào luôn á. Nhiều khi vô tình lại lụm được cái bình sao. Ăn cái màu xanh nó ra, ăn cái mũ màu xanh nó ngon. Cao cao nha mọi người. Đâu, chị lấy giùm cho. Để xuất ra chị lấy giùm cho bé. Ở đâu, ở đây hả? Ok. Nhưng mà em mở chị. Trời ơi, cái gì vậy? Đâu anh ơi. Đâu anh ơi. Đây, chị ăn đi. Nhưng chị mà ăn đi. Cảm ơn em nha. Đây, để em đọc bì thư cho. Em giữ đi. Ủa, nhưng mà thiệt này em tìm mà em coi. Cái gì vậy đi chứ? Đâu, nãy là chị thấy mà bé. Chia tay vô. Là bị cướp trên vàng mướp luôn rồi hả? Không có giấy tao, không có giấy tao. Ủa nhưng mà có một tấm hình thôi, biết đâu là còn mấy tấm hình khác quá. Nữa. Ngon quá nè, ngon quá nè. Chị, để em lau miếng cho sao. Thực ra đó thì cái người tìm ra bức ảnh này á, không phải là Sa, mặc dù Sa đã lấy xuống. Nhưng mà thôi chị trả lại cho em. Ở vậy là em tìm đúng không? Ra. Thật ra thì em là người nhìn thấy nó. Nhưng mà tại vì chị Sa là người lấy xuống cho nên thôi em nhường chị Sa. Thôi
thôi không sao đâu bé chị. Ủa trên tay chị hả? Bây giờ mình khó phương án hay thua quá. Bây giờ mình phải có đội thắng đội thua đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình chơi xỉn xầm đi, chơi cái trò người lớn đi em. Chơi trò người lớn chứ giờ. Giờ hãy mình đại diện chơi lẹ đi nè, đói rồi nè. 1, 2, 3 nha, một lần thôi nha. 1, 2. Chị đá gì vậy? Cái giếng. Là chương trình mình không có cho mấy cái giếng nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em chào à. Ôi gì vậy? Trời sao ơi? Vậy? Sao em chào mấy chị? Em chào mấy chị. Tại vì ở đây em nhỏ tuổi. Em chào mấy chị. Vậy em sinh năm bao nhiêu? Nhỏ là bao nhiêu? Chị nhìn ngoại hình em, chị hình dung ra được em sinh năm bao nhiêu? Đừng nói anh trai 18 tuổi nha. Em là phải 18 cộng rồi. 18 cộng hả? Cộng 18 cộng là lớn hơn tôi rồi, tôi mới có 18 rưỡi. 18 rưỡi. Còn chị? Chị mới có 16 à? Không, chị đoán em nè. Nhưng mà em biết tuổi chị rồi. Ủa sao em biết? Tại vì em cũng đoán. Chị đang mặt mình già dữ vậy trời. Chị đoán em bao nhiêu? Anh chắc 23 hả? Ừ, 23. Nãy chị chưa đoán em, chị chưa đoán em luôn. 23 đúng không? Chị sao nghĩ là bạn là mọi người 23 hết hả? Ừ, 23. Có chị năm 20. Chị đoán là 21. Thôi bây giờ đừng có đoán tuổi nữa được không? Em biết. Tại vì kêu bằng chị tức quá. Tại vì 21 năm nay sẽ là tuổi con mèo đúng không? Chị rất là thích mèo. Wow. Wow. Thôi vòng qua vẫn lại cho anh trai này nói thế đi. Thế là em sẽ công bố cái tuổi thật của em. Thì chị Nam Anh là người sai và chị là người đúng. Chưa, chị thích mèo. Ủa là 21 hả? Em 21 tuổi, em con mèo. Nhiều khi á, em biết không? Đó là cái duyên đó bé. Con chuột nè anh, đang nghe mía. Con chuột nè anh, đang nghe mía. Không, chị mới là con chuột nè, chị 96. Bắt chị đi em. Nhưng mà không ăn nổi đâu. Tại vì em biết xong, trong cái phong tục người Việt Nam mình đó, nó có cái tam hạp. Là tam hạp đó là hợi mẹo mùi. Thì chị là mùi, còn em là mẹo đó bé. Thôi quần qua quẩn lại. Thôi ở đây có mình bé làm đàn ông. Thôi bé chịu khó gọi tụi chị bằng em đi. Chị bứt cái sự già cỗi đi em nha. Thì hồi nãy á, anh có nghe nói là mình có đang có một trò chơi. Nhưng mà có hai đội thua, một đội thắng, một đội thua đúng không? Thì không biết là đội thắng là đội nào và đội thua là đội nào nhỉ? Anh đoán xem. Anh đoán xem à? Vậy để đoán có hai đội, đây là một đội nè, đây một đội. Đây một đội đúng không? Thì đoán nè, đội thắng chắc chắn là sẽ là đội... đội này đi, đúng không? Ủa tại sao chắc chắn vậy ta? Hay là mình bị phạt, rồi phạt cái gì vậy? Phạt hả? Thì để mình suy nghĩ coi. Thì mình sẽ giao hình phạt cho hai bạn thua là phải bưng nước cho 5 người đây. Mình phải đợi thêm cái nón này nữa nè. Đó, giống như xong mình ra mình tèn tèn Nam Anh ơi. Hai đợp cái này lên. Dễ thương mà. Trời ơi, có hội ghê luôn. Có hội ghê chứ kìa. Rồi, giống cắm sừng rồi đó. Được chưa, chị đợi vậy đẹp chưa? Không, đây, 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 không, không. Cái này bị vướng tóc rồi nè. Ủa là sao? Vướng tóc nè, đây. Xích cái cổ. Hộp bộ đồ Nam Anh chưa kìa. Bộ đồ đó. Mình bị đẹo như này nè. Rồi mình yên vị ngồi chờ nào quý vị. Cái cảm giác này nó sướng gì đâu luôn á. Trời hai cô nàng, tụi em khát nước quá rồi đây nè. Có liền. Dạ thưa chủ kêu thì tới phục vụ dân em đây. Em xin phục vụ chị trước nha chị. Cảm nha chị nha, chị uống cho ngon nha. Cảm ơn chị. Em mời chị. Cảm ơn em. Sao mọi người có vẻ cay cú quá nhỉ? Thôi em tự mời em. Bây giờ bắt đầu mình thưởng một phần thưởng cho hai bạn thắng. Đó là bất kỳ một yêu cầu nào thì mình bắt buộc mình phải làm theo yêu cầu của hai bạn. Bây giờ đội thắng thôi á, chị nhường cho em tại em nhỏ tuổi nhất á, em hưởng hết đi. Nhường luôn đó. Diễn viên Gia Linh. Nhìn mặt háo hức nãy giờ. Không, nãy giờ muốn được nhường hả? Không thích giờ, hả? Nãy giờ ham muốn chết sao giờ không vô đi. Tại vì em không biết là phải làm gì cho em. Thôi anh làm người yêu em.
Thì em rapper mạnh mẽ mà nên em chủ động lắm. Thì anh đọc mấy câu rap làm sao mà cho em siêu lòng đi. Hay, có thử thách hay. Anh cũng không có đọc rap được giỏi đâu. Nhưng mà tại vì em yêu cầu quá thì thôi anh cũng cố gắng. Đó vậy thôi. Trời luôn. Hôm nay anh đến đây, anh muốn thể hiện cho em biết về những cái tình cảm bên trong của anh. Và đó chính là những cái thứ mà anh muốn trao cho em ngay bây giờ. Ồ, không có vần gì luôn á. Nhưng mà hai người cũng vô. Đáng lẽ em phải cho người ta một cái beatbox gì đó. Rồi em đồng ý. Cảm ơn em, cảm ơn em. Tính ra là chị dễ dàng ghê á, chị cử với chị Hiền á. Tỏ tình với em mà sao chị bị rung rinh. Mình phải cụng liền một cái cho một màn tỏ tình. Nói chung cũng không xuất sắc đâu, nhưng mà cũng được bạn đồng ý. Thì chúng ta cũng đã thấy một số cái vật liệu đã được bài trí ở đây. Thì em xin phép em được phổ biến cái trò chơi. Cái trò chơi của mình đó là có cái tên là sự thật mất lòng. Thì chàng trai và bốn cô gái sẽ trả lời các cái câu hỏi khó đáp về chủ đề tình yêu. Mỗi người sẽ có 30 giây để trả lời câu hỏi. Những người còn lại sẽ bấm chuông khi hết giờ. Ai chưa trả lời được sẽ phải ăn một món đặc biệt. Đây là món ăn đặc biệt. Dạ. Ngon, thì em xin giới thiệu món ăn này rất là ngon. Đó là mù tạt nha mọi người, ai cũng biết. Ớt thì ai cũng biết mà không thể thiếu trong gia đình. Dạ. Ớt thì phải có chanh. Hãy kể ba hành động bạn thường làm với người yêu khi chỉ có hai người. Hành động hả? Mình ở bên cạnh người yêu á, mình thường làm hành động. Mình ngồi mình ngắm người yêu như này nè. Một. Rồi, kể. Xong mình sẽ không ngon còn tả nữa hết giờ. Xong mình sẽ Hết giờ. Không nói mẹ đi. Hôm nay bạn trai này giống nai tơ quá à, ngơ ngác hiền hậu quá à. Ăn hết miếng này. Nuốt đi. Trời còn dai nữa. Nước kìa. Ở cái tôi đó hả? Ông nói nên lời luôn. Về tiền bạc, mất cảm xúc và người thứ ba, điều gì... Cái gì tiền bạc? Tiền bạc và mất cảm xúc. Mất cảm xúc. Người thứ ba, điều gì phá vỡ tình yêu nhanh nhất? Mất cảm xúc. Em nồng tình. Đúng. Hay quá. Và đây là câu hỏi cho bé gái xinh xắn của chúng ta ngày hôm nay. Ba hành động cho thấy một chàng trai yêu thương một cô gái thiệt lòng. Đó là nấu cơm cho cô gái đó ăn. Yeah. Và chăm lo tất cả mọi thứ ba cho cô gái đó. Và luôn nắm tay cô ấy. Đám đông người. Hết giờ. Chữ cái đầu tiên trong tên của người yêu mà bạn đang nghĩ đến trong đầu là ai? Bấm tê. Chữ tê. Tê hả? Ê, tôi thấy cái ngân hàng câu hỏi này dễ lắm luôn á. Câu dễ câu khó đúng không? Mấy câu kể là hơi khó đó. Nè, giờ tới câu của chị mới khó nè. Vị trí cơ thể bạn chú ý nhất đối với người khác phái trong lần gặp đầu tiên. Mặt. Thiệt không? Thật. Trời ơi, chị yêu cái đẹp. Cái mặt nó là bao quát quá. Câu trả lời nó quá cục lốc. Mình phải trả lời làm sao cho người ta hiểu. Đó. Thế là câu hỏi đó là sai. Nam Anh hồi nãy em thèm ớt đúng không? Thì em nên bị phạt 2 miếng ớt đi bé. Thèm ăn cho chị vừa lòng. Chị vừa lòng phân nửa rồi đó, 1 miếng nó đi vừa lòng hết. Nổi da gà quá đi. Rồi, đó 2 miếng là chị vừa chọn bộ đồ lòng luôn rồi đó em. Em ăn miếng ớt mà mình cảm thấy rất là cay. Mà bạn đây ăn mà không lấy cay. Cái ba mùi vị của nụ hôn mà bạn đã từng trải qua lắm. Ba mùi vị của nụ hôn. Ba mùi vị hả? Rồi, nhớ này nha. Cảm thấy ngọt ngọt, thơm thơm. Và hấp dẫn. Thôi, vừa đủ thời gian. Hấp dẫn đâu phải là nhưng mùi mà, vị. Hấp dẫn không phải là mùi vị. Mùi vị. Bị phạt. Thôi, bị phạt. Chỉ là chanh đi. Xin mời mọi người. Nhìn mình chảy nước thôi, nhị nhường em. Không, Nam Anh rất là thích. Đấy chứ. Đã không? Nó kiểu nó chua chua mà nó còn đắng nữa. Cái mồi thấy ghét quá à. Quá là chua đắng hồng cay. Hôn nè, nắm tay nè. Điều gì bạn thích làm với người yêu nhất? Tự nhiên là hôn rồi. Nãy giờ câu hỏi đọc
ra 30 giây rồi không trả lời. Thua đi chị ơi. Thua rồi. Tôi sẽ chịu hình phạt với điều kiện là tôi được thực hiện cái câu hỏi này. Thực hiện cái câu hỏi này. Hashtag đầu tiên tên tên chính là hashtag gái già lắm chiêu. Ai già nhất? Ai vai cột không? Ủa mình có thể đổi lại thành là gái đẹp lắm chiêu được không chứ? Gái già nhưng mà lại đẹp. À, ủa hình như chị nhộn hả? Chị nhộn hả? Gái già là nhộn lần, nhưng gái mà già đẹp. Mà đẹp nữa. Cái thì đó nữa. Hôm nay các chủ đề nó sẽ về cái tuổi tác của người bạn gái là lớn hơn người bạn trai. Chắc là vậy. Và cái người bạn gái này lắm chiêu không phải là chiêu trò gì mà là tức là có nhiều kinh nghiệm hơn, có nhiều cái sự trải nghiệm trong tình yêu hơn đối với bạn trai này. Về những cái gì mà mình biết và mình được cảm nhận được thì quen những cái bạn lớn tuổi hơn thì bạn ấy có những cái tính cách khác với cả bạn trẻ tuổi, là cũng hay nhõng nhẽo nhưng mà nhõng nhẽo một cách rất là ưu điểm gì rất là dễ thương hơn những là cái bạn trẻ tuổi. Ý là sao ta? Ý là trẻ tuổi thì nhõng nhẽo kiểu gì, còn lớn tuổi nhõng nhẽo sao? Em không trẻ tuổi. Em không biết không? Chị làm thử cho coi. Thôi chị dừng lại. Trẻ tuổi thì thường người ta nhõng nhẽo mọi lúc mọi nơi được. Còn những cái người lớn tuổi thì người ta thường nhõng nhẽo ở những lúc riêng tư. Đó thì những cái người lớn tuổi thì người ta hay như vậy. Còn những người trẻ tuổi thì người ta có thể nhõng nhẽo mọi lúc mọi nơi. Nói vậy là Hoàng đã có kinh nghiệm tình trường với người lớn tuổi hơn rồi hả? Có, bởi vì mới đem lại đây cái hashtag lớn hơn nhiều hơn. À, lớn hơn cũng khoảng 5 tuổi thôi. Thật ra là không có nhiều. Nhưng mà bạn đó cũng khá là trưởng thành. Còn mình thì cũng có lúc khá là trẻ con. Không, nhưng mà em nghe nói ví dụ như phụ nữ với đàn ông bình thường bằng tuổi thôi thì phụ nữ đã trưởng thành hơn đàn ông rồi. Tình đầu của Sa là nhỏ hơn Sa 3 tuổi. Thì phải nói là đây là một trải nghiệm thực tế. Là khi mà mình là một cô gái mà mình yêu một cái chàng trai nhỏ tuổi hơn thì Sa cảm thấy nó là một cái gì đó nó rất khác biệt. Là lúc đó tại sao Sa quen không? Là mình đi chơi cái biết cái xe mà chạy tự động mà trên phố đi bộ mà hồi đó hay cho thuê đó. Là lúc đó là đi với bạn mặc cái váy hường là xinh xắn với xòe. Rồi ra ngoài đó mướn cái đó thuê đó chơi. Chơi ai về chơi sung quá. Bay té cái đùi. Và đi khám bác sĩ. Khám bác sĩ thì bác sĩ phán nhẹ câu là em đã bị chật khớp háng. trên cái tờ nó ghi vậy luôn. Mà phải lúc chị chơi cái xe là lúc khác. Lúc chơi cái xe. Nó tầm bay tầm bà nó khui chi sâu chi xa. Ở nhà mình mới ở nhà tức là bị chật vậy đó thì bắt buộc phải ở nhà khoảng 2 tuần không có đi đâu được tại nó đau lắm. Và lúc đó thì lướt Zalo chơi thì có tìm quanh đây thì mới dính được cái bạn trẻ tuổi đó. Ngay cái mối tình đầu của mình luôn. Bạn đó mới chủ động làm quen xong rồi chở đi chơi. Mặc dù lúc đó rất đau mà cũng ráng đi chơi. Và bạn đó cũng chăm rất là chăm. Là mỗi ngày đều nấu đồ ăn cho Sa nè. Nấu những cái món tẩm bổ cho Sa. Và sau khi lành lại đó thì bắt đầu là những cái cuộc yêu nó rất là nồng nàn, cháy bỏng và rất là sôi động. Qua cái hashtag thứ hai đây. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Đã có lần em mất niềm tin vào người yêu của em á. Mặc dù em rất cố gắng tin nha. Và em xóa bỏ hết những cái chuyện cũ. Nhưng mà giống như trong tiềm thức của mình á, thì chỉ cần mà một cái hành động gì nhỏ hay một cái tín hiệu gì nhỏ, tự nhiên cái sự trỗi dậy của mình á, cái mình lại không muốn tin họ nữa. Mình nghi ngờ họ rất là nhiều. Mặc dù á là đã rất muốn gạt bỏ rồi, nhưng mà trong tiềm thức mình không đấu tranh lại với nó. Cho nên là em nghĩ cái hashtag này có thể là đang nhắc lại một cái sự cố gì đó trong cái cuộc tình của anh. Thì mình cũng muốn giải đáp cái câu đó. Tại vì á, một lần bất tín là vạn lần bất tin. Thì cho dù chuyện nhỏ hay chuyện lớn, thì chuyện nhỏ thì mình là đàn ông mà, mình có thể bỏ qua hết tất cả mọi chuyện nhỏ. Nhưng mà nhiều khi chuyện lớn mà nó nhiều quá hay như nào quá thì mình cũng phải suy nghĩ. Tại vì khi mà mình yêu mà không biết đúng sai, mình chỉ biết yêu thôi, không biết người ta là đúng hay sai. Và khi mình yêu thì mình bênh cho người ta. Cho dù người ta làm sai mình cũng bênh cho người ta. Và mình đặt hết niềm tin vào người ta. Nhưng mà một khi á, mà mình đã bị dối nhiều quá hay là như nào đó thì mình cũng có rất là nhiều suy nghĩ trong đầu. Không, cho này cho em có ý kiến được không? Người ta thường thường nói câu là không nên nói dối, nhưng mà có những sự thật mình nên nói dối. Nếu mà cái sự nói dối nó làm cho đối phương người ta cảm thấy hạnh phúc
Nhưng mà nếu có thể là do vì bạn yêu một người trưởng thành và bạn đang cái độ tuổi phải trưởng thành, nên thành ra lúc bạn yêu bạn yêu nồng nhiệt và yêu hết trái tim của mình, còn cái người kia người ta đã trải qua quá nhiều va vấp rồi, người ta cần giữ cái gì đó người ta, cho riêng người ta sẽ có một cảm giác là giữ cái gì đó cho riêng mình, và trong tình yêu người ta vẫn muốn có khoảng không gian riêng. Vì vậy là hai người bị chệch nhau về cái đó thôi, chứ thật ra khi bạn trưởng thành hơn, bạn sẽ thấy bạn vẫn sẽ muốn có một không gian riêng của bạn nữa. Hay quá nha mọi người, bữa nay nào anh sâu sắc nha. Sâu sắc quá luôn, bất ngờ đó. Thật ra là anh cũng không có tổn thương gì nhiều, nhưng mà mình cảm thấy buồn và cũng hơi chút gì đó thất vọng về cái cuộc tình đó thôi. Thật ra mình cũng phải vượt qua, mình bắt đầu một cuộc sống mới đó, mình bắt đầu công việc của mình với cả một cái tình yêu mới của mình, nhưng mà mình lại khó khăn hơn so với cái tình yêu tiếp theo. Bắt đầu tình yêu tiếp theo khó khăn hơn. Cái nỗi sợ hãi đó mà mình cảm thấy mình bị thu mình lại trước tình yêu, đúng không? Đúng rồi. Không, nhưng mà Nam Anh nghĩ đó, nếu như mà cái tình yêu nó đủ lớn đó, thì mình sẵn sàng mình bứt phá mọi giới hạn. Giọt nước tràn ly. Mình bị giống như cái câu trước vậy đó, một lần bất tín bạn lần bất tin á. Một lần có thể bỏ qua, lần 2, lần 3, lần 4 là không bỏ qua được nữa, là chấm dứt thôi. Giống như cái tính của em á, thì lần thứ nhất thì em sẽ dằn vặt người đó một cách nhẹ nhàng thôi. Lần thứ hai, thứ ba thì em sẽ càng ngày càng nổi nóng nhiều hơn trong những cái lần cãi vã đó. Và cái lần cuối cùng là em chọn sự im lặng. Im lặng để mình rời đi luôn. Tại vì có quá nhiều lần mà mình bị lừa dối như vậy, mình không thể nào tha thứ được nữa. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bốn bạn gái ở đây về cái lúc mà mình muốn dừng lại, là nó bị tràn ly rồi đó, là do mình cảm thấy mình chỉ là người thứ ba, mình cảm nhận được và mình cũng có tìm hiểu được là mình là chỉ là một người thứ ba thôi, thì mình đã bị lừa dối sau cuộc tình đó cũng thời gian khá là lâu, thì mình cũng là yêu mình tin mà người có ta nói nghĩa thì... là người đó đã quen một người chính thức khác rồi, chính thức khác, nhưng mà người đó lại giấu mình. Nhưng mà kiểu lúc quen thì rất là thầm kín, không đi ra ngoài, cũng không cho ai biết cả, hay là mối quan hệ bạn bè cũng giấu, hay là mình lên là mình cảm thấy trong mối quan hệ này cũng hơi có gì đó mập mờ. Thì sau đó thì mình có nhiều tình tiết và có nhiều suy nghĩ trong đầu và có nhiều tìm hiểu, thì mình biết là bạn đó là còn quen một người khác. Thì sau khi chia tay đó thì bạn đó đã quay lại với người đó, mình đã công khai với người đó. Ngày trước em quen bạn của em là cũng bằng tuổi em, thì em cũng đã cố gắng tỏ ra là mình trưởng thành, mình đã bỏ qua những cái lần mà ví dụ giống như là bạn đi chơi riêng nè, hay nhắn tin với người khác nè. Trong nội dung đó nó không phải là chỉ là bạn, chị hiểu không, nói về những cái chuyện mùi mẫn cho nên em không chấp nhận, nhưng mà em đã bỏ qua rồi. Cho đến một ngày là bạn đó, em biết là bạn thích cái người đó rồi, thì em nói thôi bây giờ anh xác định đi, dừng lại với người đó đi, thì anh cũng đã ok. Nhưng mà sau 2-3 lần em vẫn thấy anh cố gắng tiếp cận người kia, cho nên giọt nước tràn ly, em dừng lại. Và em không bao giờ nghĩ em có thể cư xử được như vậy luôn, mà nhờ cái những cái sự phát hiện ở cái giọt nước tràn ly đó mà em có thể cư xử một cách gọi là quá rạch ròi, và sau này không có gì hối hận hết. Văn minh, thoải mái. Dạ. Cái người nào mà đoán xa cái mức giá này nhất thì sẽ là người trả tiền cho bữa ăn hôm nay. Trả tiền cho bữa ăn này. Ừ. Đoán thì cái bữa ăn này tầm 1.050.000. Trình bày hấp dẫn. Em like it. Like it về giá của em là 1.000.000 đồng nha mọi người. Rồi tới đến lượt anh á, là trang trí đồ ăn rất là trang trí, rất là bắt mắt, nhìn đẹp. Banh ra cho người ta thấy. Nhìn đồ ăn thì hấp dẫn này. Đó, giá rồi tiền 2.000.000. 2.000.000, tổng cộng là 2.000.000. Sau đó là 1.200.000. Đậm đà, mềm, tươi. Không. Đây em đoán là 900. Theo kinh nghiệm của em thì em đoán tóc tóc để cho dễ trúng. Thôi chứ nhìn sơ sơ là thấy cái chàng trai này trả tiền rất là sang trọng nha. Check bill. Không lẽ mình sai? Ủa sao vậy? Ủa gì vậy? Chúc mừng em nha. Gán kỳ. Trời ơi, chương trình đánh lừa mình. Mọi người ơi. Tức ghê đó. Ôi. Ủa. 5 phần bistec thì có giá mỗi phần là 407.000. Tổng cộng
sẽ là 2 triệu 135 ngàn. Thì khách mời hôm nay đã chiến thắng gần nhất 2 triệu. Mọi người ơi, thì chương trình ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cảm ơn và chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Bye bye.